Đi hai mẹ con đi làm mướn hết trơn à. Đứa thì đi nấu bán phụ quán á, còn cô thì đi bán trái cây ở chợ Ân Khánh á, giải tỏ đó. Hai chồng có hai chồng thôi hết trơn rồi. Chồng lên hồi chồng. Lên là bốn người. Dạ, em với chồng em, xong rồi bà vợ chồng với vợ chồng. À, tức là cô với ông xã cô cũng chia tay luôn. Chia tay, dạ. Con cô với cô gái này cũng chia tay luôn. Dạ. Nhỏ luôn. Rồi cuối cùng chỉ có hai người phụ nữ, hai người sống phụ nữ với nhau. Sống nhau. Trời, thương người ta. Ở đó ai cũng cười chứ, mà gì mà kỳ cục quá. Ờ, kỳ lạ quá. Ờ, hai con giống như mấy con năm vậy mà thầy, chú. Hai người coi như là nương tựa lẫn nhau sống. Dạ, dạ. Nuôi hai đứa nhỏ thì bán vé số, nuôi hai đứa đi học. Đó. Dạ. Thời đó thôi đứa nằm lóc lóc, bây giờ mười mấy tuổi đó thời đó chú. Nghiệp bà nội à. Không? À, đứa trai đứa gái hả? Dạ, đứa trai đúng rồi, đứa trai đứa gái. Đi đâu cũng dắt đi theo. Rồi ở nhà cơm nước ai lo cho mẹ chồng? Dạ, mẹ nấu. Mẹ nấu. Mẹ chiều về nấu, còn tụi đi học à, nhỏ con đi rước. Đi làm. Đạp xe đạp đi rước. Trước đi làm. Em đi làm gì? Dạ. Dọn dẹp nhà cho người ta. Ồ, xin. Dọn dẹp nhà cho người ta. Sáng bán vé số, buổi chiều thì đi dọn dẹp làm việc nhà cho người ta. À, vậy thì không có chăm sóc gì được mẹ chồng luôn. Không có. Tự mẹ đi bán, sáng đi bán tới 6 giờ tối mới về. 5 giờ mấy 6 giờ về. Rồi hai đứa nhỏ sao ai lo? Đi học. Đi học. Đưa đi học. Đưa đi học. Dạ, sáng đi đưa học. Đi học xong đi làm. Đưa bước về. À. Cho ăn uống ở nhà. Có thằng nó bị giờ tập chút. Dạ. Bị sốt phải liệt đó. Rồi đi bằng xe lăn đi học ơn. Lăn đi học ơn. Ai con trai hả bác? Dạ, đứa con trai lớn. Rồi hai mẹ con ở nhau mười mấy năm luôn. Dạ, dạ 14 năm. 14 năm luôn. 14 năm rồi. Có bao giờ mà mẹ chồng la con dâu không? Có, gầy la về tới không có tiền á, rồi bực mình la chút xíu rồi thôi à. À. Dạ. Nhiều khi bán không được cũng bực bội. Không có tiền, bắn thiếu à, không có tiền lấy cái số. Bắn thiếu nữa hả? Ủa ơi, gối đầu không á. Ờ. Thấy hoàn cảnh mình vậy người ta còn thiếu. Người trả người không á chú. Trời đất ơi. Khổ lắm á. Rồi bị giật nữa. Trời ơi. Bị giật nữa. Đi 200 vé còn 180 mấy vé. Cũng giật hết trơn. Dạ. Đây là bị gạt nó nè. Xui giả. Xui giả. Em bị xui giả hai lần. Khóc chết. Khóc không chết luôn. Cầm có 100 mấy vé số mà lấy gần hơn phân nữa.